Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bạn. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bạn một chiếc máy rửa bát Nationa NPBM1. Đấy. Trong những cái mẫu máy mà bán chạy nhất trong dòng Nationa. Về Nationa thì có ba cái mẫu S5, SS6 và BM1, BM2, B1, B2 giống hệt nhau. Con em để mã số 16 nhé. Tình trạng máy còn rất là đẹp đấy các bạn này. Đấy. Kính trong suốt các bạn nhìn máy đang phun rửa bên trong. Đấy. Mọi thứ còn rất là ok đẹp, đường liếc cũng rất là đẹp này, đường liếc phẳng đẹp quá nhé, quay rất là chi tiết cho qua xem. Đây là cái con này, nội thất còn rất là mới nhé, mở ra có nước nóng bọc luôn này, răng chỉ đẹp nhé, răng rất là mới này, nội thất bên trong rất là mới các bạn, này, sạch bóng nhé, nội thất sạch bóng luôn, inox này sáng choang, cái lái còn rất mới này. Cái tay phun những này màu biết còn chuẩn màu, chưa bị phai màu gì cả. Nói chung là một con máy đẹp. Trong cái phân khúc na vòm thì nó là long lanh, các cái tay cửa là còn rất là mới này. Long lanh luôn các bác ạ. Đấy. Con này thì em vẫn bán 3,9 triệu như bình thường nhé. Giá 3,9 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Giá 3,9 triệu nhé, máy bảo hành 6 tháng. Địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Các bạn nhìn nó đang phun. Về nhiều bác cứ hỏi là thế giữa dòng Nationa và mấy cái máy rời Pana bây giờ nó có tính năng khác gì nhau, thì nó luôn rồi các bác nhé, là tất cả từ kích thước cho đến công năng sử dụng, độ rửa sạch đều giống như hệt nhau hết nhé, chỉ khác nhau mỗi vài năm sản xuất thôi. Thì càng lùi về đây thì nó càng đắt, chứ còn nó không có gì khác biệt cả, công nghệ vẫn y hệt về công nghệ thôi, không có gì thay đổi. Trên các bạn là kinh tế vừa phải thì em nói thật, cứ mua những cái dòng này dùng rất bền, chẳng bao giờ hỏng đâu ạ. Chào các bác nhé.